Dàn sao Việt nô nức đến dự tiệc cưới của đạo diễn 100 tỷ cua lại vợ bầu. Đông đảo bạn bè thân thiết cùng các diễn viên như Nhà Phương, Trấn Thành, Harry Won, Ninh Dương, Lan Ngọc đến chúc mừng đám cưới của đạo diễn Nhất Trung. Đám cưới của đạo diễn Nhất Trung và cô dâu Ngọc Huyền diễn ra tại một khách sạn 5 sao tại ngay trung tâm quận Nhất tối 31 tháng 5. Vừa qua, lễ cưới của đạo diễn 100 tỷ cua lại vợ bầu diễn ra tại một khách sạn 5 sao tại trung tâm quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Nhất Trung là đạo diễn của loạt phim ăn khách như 49 ngày yêu, Cua lại vợ bầu, Hoán đổi. Riêng Cua lại vợ bầu đã lập kỷ lục phòng vé với doanh thu 191 tỷ đồng. Đạo diễn Nhất Trung và bạn gái 9X quyết định về chung nhà sau 4 năm hẹn hò. Lễ thành hôn diễn ra vào sáng 31 tháng 5 ấm cúng gọn gàng tại Tư Gia, có sự tham gia của người thân gia đình hai bên. Không gian tiệc cưới được vợ chồng đạo diễn Nhất Trung chọn tông màu trắng làm chủ đạo. Đạo diễn Nhất Trung và bà xã đã có mặt tại hôn lễ. Đến chúc mừng vợ chồng Nhất Trung, có sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng từng hợp tác với anh như Trấn Thành, Harry Won, Thu Trang, Tiến Luật, nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu, Lê Giang, Ốc Thanh Vân, Hứa Minh Đạt. Đạo diễn Võ Thanh Hòa cùng vợ và con gái đến dự tiệc cưới đồng nghiệp ngay từ rất sớm. Ốc Thanh Vân cùng con gái diện sắc trắng đến dự tiệc cưới của đồng nghiệp. Nhã Phương Trường Giang cùng diện sắc đen đến dự tiệc. Nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu, Khải Như, Ngô Kiến Huy. Nữ diễn viên Sam diện nguyên cây vest trắng sang trọng. Diễn viên hài Anh Đức. Vợ chồng Thu Trang, Tiến Luật, Lê Giang, Ninh Dương, Lan Ngọc diện bộ váy đỏ rực. Lý Hải Minh Hà cùng diện trang phục đen sang trọng. Vợ chồng Trấn Thành, Harry Won cũng đến chúc mừng đàn anh Nhất Trung. Hòa Minzy được gia đình Hoa Dâm Bụt tổ chức sinh nhật tuổi 25 ấm áp. Giọng ca Rời Bỏ được gia đình Hoa Dâm Bụt tổ chức sinh nhật đón tuổi 25 tại nhà riêng một cách ấm cúng. Hòa Minzy cũng không giấu được sự hạnh phúc mà cô còn tít mắt khi được gia đình Hoa Dâm Bụt bất ngờ tổ chức sinh nhật sớm cùng mẹ tại gia. Ngày 31 tháng 5 là sinh nhật tuổi 25 của Hòa Minzy, cô nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp, bạn bè, fan hâm mộ, đặc biệt nhất là chính là gia đình Hoa Dâm Bụt. Dù người hâm mộ cũng chưa thấy hình ảnh hay tâm thư bạn trai chúc mừng sinh nhật, nhưng trong hội gia đình Hoa Dâm Bụt đã tổ chức cho nữ ca sĩ tối 30 tháng 5 tại nhà. Theo đó, giọng ca Rời Bỏ đăng tải hình ảnh sinh nhật kèm lời chúc, chúc mừng sinh nhật sớm với các anh em. Với chiếc bánh kem cùng hình ảnh Hòa Minzy được gia đình Hoa Dâm Bụt chuẩn bị bữa tiệc chỉnh chu. Không chỉ có Eric và Đức Phúc, Hòa Minzy cũng được đón sinh nhật bên mẹ. Eric tỏ ra khoái chí khi đến sinh nhật của Hòa Minzy, anh có thể chôn đàn chị với khoảnh khắc như thế này. Nữ ca sĩ còn hạnh phúc hơn khi được hội fan club làm tiệc chúc mừng sinh nhật chị đại của Hoa Dâm Bụt mãi mãi vui vẻ ở tuổi 25. Nhiều lời chúc mừng từ fan nhắn đến Hòa Minzy như chúc người thương của em sinh nhật vui vẻ, mong chị luôn hạnh phúc, nhiều sức khỏe và thành công trên con đường của mình. Chúc mừng sinh nhật chị Hòa, chúc chị ngày càng trẻ trung xinh đẹp, lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc nhé, đặc biệt là ngày càng thành công trên con đường âm nhạc. Happy birthday Chu, chị đẹp của em. Chúc chị một tuổi mới thành công hơn nữa, xinh đẹp hơn nữa, vui vẻ và đáng yêu hơn nữa. Nhưng mà chị đừng chống lại sớm quá nhé. Chúc chị đẹp của em một sinh thần vui vẻ và hạnh phúc. Chúc chị luôn luôn hạnh phúc vui vẻ, có thật nhiều sức khỏe và thành công hơn nữa. Cảm ơn chị đã đến bên tụi em. Nếu như sinh nhật năm ngoái Hòa Minzy được bạn trai đại gia đăng ảnh hôn và chúc mừng, thì người hâm mộ cũng đang tò mò món quà mà anh sẽ dành cho cô là gì trong năm nay. Bảo Thị Phi còn chưa tan, Ngọc Trinh đã đem dòng trạng thái từ 3 năm trước ra thách thức dư luận. Trên trang cá nhân của mình, Ngọc Trinh đã chia sẻ một bức ảnh từ năm 2016 của mình cùng dòng chú thích đầy thách thức. Thời gian vừa qua, Ngọc Trinh có lẽ là một trong những cái tên dính nhiều thị phi và thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận nhất. Nguyên nhân xuất phát từ sự việc cô mặc như không mặc tại Liên hoan phim Cannes 2019 cũng như những lùm xùm xung quanh. Có nhiều ý kiến trái chiều xung quanh việc này, nhưng rất nhiều ý kiến không đồng tình với bộ trang phục phản cảm của người đẹp. Tuy nhiên, bất chấp thị phi và tranh luận của cộng đồng mạng, Ngọc Trinh vẫn chẳng mảy may để ý. Thậm chí mới đây, trên trang Instagram cá nhân, Ngọc Trinh đăng tải một kỷ niệm từ năm 2016 của mình khiến nhiều người chú ý. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như không đọc đến nội dung đi kèm bức ảnh. Dìm đi, nhưng xin lỗi còn lâu ta mới chìm. Kèm theo đó là ba chiếc icon cười nhếch mép đầy thách thức. Ngay lập tức, đoạn story của Ngọc Trinh lại khiến nhiều người xôn xao. Không chỉ dừng lại ở đó, có người còn chụp lại và đem đi bàn tán trong các hội nhóm trên mạng xã hội. Và không bỏ lỡ cơ hội, hàng loạt bình luận của cư dân mạng đã xuất hiện phía dưới bức ảnh này.
Ừ thì không chìm, nhưng nổi kiểu gì mới quan trọng chị ạ. Nổi bằng chiêu trò nên mọi người càng chửi thì càng nổi thôi. Bình thường có thấy trên chia sẻ ngày này năm xưa bao giờ đâu, bây giờ đăng lại làm gì vậy? Nghe giọng vẫn thách thức quá nhỉ. Được biết lúc Ngọc Trinh đăng tải hình ảnh này cũng là một thời điểm mà cô được báo chí nhắc đến khá nhiều. Khi đó người đẹp gốc Trà Vinh bị cư dân mạng bóc mẽ. Ngoài đời cô không hề xinh như trong ảnh mà trông khá xuống sắc. Hình ảnh Ngọc Trinh được dân mạng chụp vào năm 2016 và hình ảnh cô đăng tải lên mạng xã hội. Ngay sau khi nhìn thấy những bức ảnh có phần bị dìm hàng của mình, Ngọc Trinh đã lập tức đăng tải dòng trạng thái kia. Và để rồi bây giờ 3 năm sau, cô nàng lại chia sẻ lại khi bản thân vừa trải qua một cơn bão thị phi còn kinh khủng hơn rất nhiều lần. Liệu đây có phải là một lời thách thức mới từ cô nàng không? Lý do đặc biệt khiến Hoài Linh biến mất khỏi showbiz thời gian gần đây. Danh hài Hoài Linh thời gian gần đây vắng bóng khỏi các chương trình giải trí. Và đây chính là lý do đặc biệt lý giải cho sự bất thường này. Nói đến Hoài Linh, người hâm mộ chắc chắn sẽ không quên một cơ ngơi mà danh hài đã bỏ nhiều công sức xây dựng. Đó là nhà thờ tổ nghề, sân khấu hoành tráng nằm trên khu đất rộng 7.000m² tại phường Long Phước, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Tổng diện tích các công trình được cấp giấy phép xây dựng hơn 488m², gồm công trình cao 1 tầng rộng 197,6m², công trình cao 2 tầng có diện tích sàn xây dựng hơn 290m². Tuy nhiên, danh hài từ chối mọi đóng góp của đồng nghiệp và dốc sức hoàn thành tâm nguyện bằng chính sức lao động của mình. Đây cũng là lý do mà trong suốt những năm qua, nghệ sĩ ưu tú lao vào những chương trình truyền hình thực tế và đóng nhiều phim điện ảnh khiến sức khỏe của anh bị ảnh hưởng. 2 năm sau khi nhà thờ tổ hoàn thành, người hâm mộ thấy danh hài Hoài Linh vắng bóng trong các chương trình giải trí, mà thay vào đó là sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ khác như Việt Hương, Trấn Thành, Trường Giang và Chí Tài. Thậm chí có tin đồn cho rằng danh hài Hoài Linh đã giải nghệ và chỉ chuyên tâm chăm sóc nhà thờ tổ, khiến nhiều người hâm mộ hoang mang tiếc nuối. Tuy nhiên đây chỉ là tin đồn, thực tế danh hài Hoài Linh chỉ giảm một số chương trình truyền hình nhưng vẫn đều đặn nhận show diễn ở các tỉnh. Trên trang cá nhân, danh hài Hoài Linh thường xuyên chia sẻ những hình ảnh mới nhất của mình. Có thể thấy sau khi xây nhà tổ xây dựng xong, danh hài Hoài Linh đã dành nhiều thời gian cho mình hơn bằng cách đi du lịch tận hưởng thời gian thư giãn sau một thời gian dài chạy show triền miên. Việc ít xuất hiện trong các chương trình có chăng chỉ vẫn đang nằm trong thời gian nghỉ ngơi của danh hài. Trước đó, chia sẻ với báo chí, danh hài Hoài Linh cũng cho biết sẽ rút lui khỏi showbiz một thời gian. Tôi nghĩ cũng đã đến lúc tôi nên dừng lại một chút để nghỉ ngơi. Việc cần làm tôi cũng đã đủ kinh phí nên có thể tôi sẽ biến mất một thời gian. Nhưng người hâm mộ cũng không cần lo lắng bởi danh hài Hoài Linh từng khẳng định tôi sẽ theo nghiệp đến khi nào tổ không cho tôi làm và khán giả không còn thương tôi nữa, không có chuyện tôi rút lui để về sống ẩn dật. Cứ tưởng Diệp Bảo Ngọc rời showbiz vì chuyện buồn với Thành Đạt Hải Băng, nhưng đây mới là lý do thật sự. Khán giả thắc mắc rời showbiz để làm gì? Đây là câu trả lời của Diệp Bảo Ngọc. Chiều 30 tháng 5, Diệp Bảo Ngọc xuất hiện tại một lễ vinh danh những thương hiệu làm ăn uy tín. Tại sự kiện, cô được trao chứng nhận. Vốn xuất thân từ gia đình có truyền thống kinh doanh yến xào lâu năm, Diệp Bảo Ngọc thừa hưởng những kinh nghiệm quản lý từ ba mẹ. 2 năm qua, cô âm thầm theo học lớp quản lý cao cấp, đồng thời mở spa riêng để kinh doanh. Song song đó, cô hỗ trợ bố mẹ trong việc kinh doanh yến. Diệp Bảo Ngọc kể lại thời điểm đóng chính dự án truyền hình Mật Danh Rocker 2 năm trước, cô nhận ra phim ảnh không thể là nguồn thu nhập chính nuôi sống hai mẹ con. Vì thế, cô rẽ hướng kinh doanh dù đam mê vẫn còn. Từ số tiền buôn bán online và sự hỗ trợ của bố mẹ, Diệp Bảo Ngọc mở spa riêng để kiếm thêm thu nhập. Tưởng con đường kinh doanh dễ dàng, song Diệp Bảo Ngọc từng gặp phải những khó khăn tưởng chừng bỏ cuộc giữa chừng. Theo người đẹp họ Diệp, 2 năm qua thị trường ngành làm đẹp cạnh tranh gắt gao. Nhân sự ngành làm đẹp tại Việt Nam chưa quá nhiều. Tết vừa qua, một loạt nhân viên nhảy việc khiến cô lao đao tìm nhân sự. Sau 3 tháng, cơ cấu spa ổn định để duy trì và phát triển. May mắn tuyển được thợ lành nghề, spa của Diệp Bảo Ngọc phát triển tốt thời gian gần đây. Cô cũng tiến hành khai trương thêm spa riêng ở quận Phú Nhuận vào thời gian sắp tới. Thời điểm mới vào làng phim, tôi may mắn được các đạo diễn tin tưởng trao nhiều cơ hội phim ảnh. Có thời điểm đóng cùng một lúc 2-3 dự án nên thu nhập ổn. Thế nhưng thời gian gần đây, phim truyền hình rơi vào tình trạng khó khăn chung. Không chỉ tôi mà những anh chị diễn viên có tên tuổi khác cũng ảnh hưởng không nhỏ. Mỗi năm dỗi làm chừng 2-3 phim, với mức độ đó không đủ thu nhập để nuôi con và ổn định cuộc sống. Thời điểm đóng chính Mật Danh Rocker, tôi âm thầm đi học thêm về quản lý, tìm hiểu cách mở spa. Nhờ vào nguồn này mà 2 năm qua cuộc sống tôi ổn định hơn hẳn. Một số đồng nghiệp tâm sự chuyện muốn bỏ nghề vì kinh tế eo hẹp do phim sản xuất ít. Tôi cũng khuyên họ nên đầu tư kinh doanh thêm, Diệp Bảo Ngọc kể.
Diệp Bảo Ngọc khẳng định cô không ngại ngần khi mang tiếng nghệ sĩ đi bán hàng online. Thời điểm công nghệ, mạng xã hội phát triển tạo cơ hội cho người trẻ tiếp cận khách hàng. Cô xem đây là công việc thích hợp. Nhờ lượt tương tác cao trên mạng xã hội và được tin tưởng, Diệp Bảo Ngọc bán nhiều mặt hàng khác nhau như thuốc giảm cân, mỹ phẩm làm đẹp. Cứ sĩ diện nghĩ rằng nghệ sĩ đi bán hàng để làm gì, miễn sao công việc đó không hại ai, thích hợp và giúp kiếm thêm thu nhập ổn định cuộc sống là được. Ở thời điểm hiện tại, phải học cách thích nghi với những diễn biến trong nghề, chứ không phải là tiêu. Nếu nuôi thêm con nhỏ, càng phải tìm hướng đi cho riêng mình khi nghề diễn đang bấp bênh, cô tâm sự. Sau khi giảm 15kg, Tim tiếp tục sụt cân, gương mặt hốc hác, thấy rõ khiến khán giả lo lắng. Vấn đề cân nặng của Tim đang khiến đông đảo bạn bè, người hâm mộ phải lên tiếng khuyên nhủ nam ca sĩ, nên dành thời gian chăm lo cho bản thân nhiều hơn nữa. Cách đây không lâu, Tim khiến khán giả xôn xao khi xuất hiện với thân hình gầy guộc, hai gò má hốc hác xanh xao trông thấy. Chia sẻ với một người bạn, Tim cho biết anh đã sụt hẳn 15kg so với thời tham gia chương trình Sau Nhập Ngũ. Tuy nhiên, việc sụt cân này là để phù hợp với vai diễn anh đang tham gia, không hề liên quan tới biến cố cuộc sống như nhiều người nghĩ. Vậy nhưng mới đây, Tim lại tiếp tục khiến nhiều khán giả lo lắng khi cho biết tiếp tục sụt thêm 1kg. Chia sẻ này của Tim đã nhận được rất nhiều lời nhắn nhủ từ bạn bè, khán giả. Đa số ý kiến đều khuyên anh nên dành thời gian chăm sóc bản thân, giữ gìn sức khỏe nhiều hơn, để lấy lại được chỉ số cân nặng và diện mạo phong độ như trước. Muốn anh béo thêm tí nữa cơ, nhìn anh ốm quá, anh ơi đừng giảm cân nữa, là những lời nhắn mà nhiều khán giả liên tục gửi tới Tim. Tim hốc hác xanh xao thấy rõ sau khi sụt cân mất kiểm soát. Hiện Tim đang có chuyến lưu diễn tại Mỹ. Những hình ảnh anh chia sẻ lên trang cá nhân vài ngày qua cũng khiến người hâm mộ xót xa với vẻ ngoài thiếu phong độ hơn trước rất nhiều. Trước đó, hình ảnh Tim xuất hiện với thân hình gầy guộc từng gây xôn xao dư luận. Còn đây là diện mạo của Tim khi chưa sụt cân, đông đảo khán giả đều đang mong ngóng Tim sẽ sớm tăng cân và lấy lại vóc dáng như trước đây.